Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công. Trong khi đó, hội nghị hòa bình với Ukraine diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Bóng ma IS trỗi dậy liệu có đe dọa an ninh khu vực Nam Á? Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, những quốc gia nào lo lắng nhất? Tất cả sẽ có trong Thế giới 24/7 nóng ngay sau đây. Chiến sự Nga-Ukraine tuần qua đang tăng nhiệt khi Kyiv bị tố đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga. Trong khi Moscow liên tục tăng những cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine để trả đũa, Nga đã đánh tiếng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thành công, điều khiến phương Tây hết sức lo ngại. Hãy tưởng tượng rằng, cùng với NATO, cuộc tấn công đó thành công và đạt được mục tiêu chia tách đất đai của chúng ta. Khi ấy, chúng ta sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiếu theo sắc lệnh của Tổng thống Nga. Lời tuyên bố mới nhất về hạt nhân của Nga xuất hiện sau khi máy bay không người lái UAV được cho là của Ukraine đã liên tục gây thiệt hại cho Nga từ khu vực biên giới cho đến tận thủ đô Moscow nhắm vào các mục tiêu khác nhau. Các tin tức gần đây cho thấy các lực lượng Ukraine bắt đầu tiến bước trong các cuộc phản công. Được trang bị nhiều loại vũ khí của phương Tây, các lực lượng Ukraine có phương tiện để tiếp tục tái chiếm lãnh thổ. Lời cảnh báo của Medvedev có lẽ là nhằm ngăn Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mặc dù gặp thế bất lợi trong đợt phản công vừa qua, Ukraine vẫn đặt hy vọng vào những điều thần kỳ có thể giúp họ lật ngược thế cờ, xuyên thủng phòng tuyến mà Nga đã dày công xây dựng. Phương Tây hiện đang lo ngại vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể nằm trong kịch bản của Nga về xung đột với Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin tiết lộ một lô vũ khí hạt nhân nữa của Nga đã được vận chuyển sang Belarus để sử dụng làm phương tiện răn đe. Trong khi đó, cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng không có lý do để nghi ngờ thông tin đó. Nhiều nhà phân tích khẳng định rằng các đe dọa do Putin đưa ra sẽ không bao giờ chuyển hóa thành hành động thực tế. Tuy nhiên, phương Tây vẫn không thể xem thường các tuyên bố của Putin. Trong khi đó, thì hai ngày qua, Hội nghị hòa bình về vấn đề Ukraine đã được tổ chức tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang có chiều hướng tăng nhiệt, hội nghị lần này được dư luận đặc biệt quan tâm và chờ đợi. Bởi như giới phân tích đã nhận định, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine chỉ có thể kết thúc bằng con đường đàm phán. Hội nghị lần này có sự tham gia của các quan chức cấp cao của khoảng 40 quốc gia, gồm Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Như dự đoán của giới quan sát, hội nghị không có tuyên bố cuối cùng nào được đưa ra, tương tự như cuộc họp trước đó ở Copenhagen ở Đan Mạch. Nga, bên liên quan trực tiếp trong cuộc xung đột Ukraine, một lần nữa không được mời dự đàm phán. Kết quả này phản ánh thực tế rõ ràng, với sự vắng mặt của Nga thì khó mà đạt bước tiến triển đáng kể trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, điểm sáng tích cực của hội nghị lần này chính là việc thông qua thỏa thuận về những điểm then chốt, trong đó nêu rõ, bất cứ giải pháp hòa bình nào cũng phải xác định, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là trọng tâm. Ukraine và các đồng minh gọi cuộc đàm phán là nỗ lực nhằm đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế đối với các nguyên tắc mà Kyiv muốn làm nền tảng cho hòa bình, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội Nga và trả lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine cho Kyiv kiểm soát. Trong khi đó, phía Nga cho rằng các cuộc đàm phán theo định dạng được đề xuất là một nỗ lực nhằm thúc đẩy ý định của các quốc gia trong việc tập hợp một liên minh chống lại Nga. Tuần qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS xác nhận đã thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Pakistan khiến 54 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Sự trở lại của IS tại Pakistan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo bóng ma này đã hồi sinh và đang đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực Nam Á. Vụ đánh bom nhằm vào một cuộc vận động tranh cử tại quận Bajau nằm sát biên giới với nước láng giềng Afghanistan. Vụ tấn công được xem là lời nhắc nhở về tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Vụ đánh bom cũng làm dấy lên lo ngại Pakistan có thể bước vào giai đoạn bầu cử đẫm máu sau nhiều tháng hỗn loạn chính trị sau khi cựu thủ tướng Imran Khan bị bãi nhiệm vào tháng 4 năm ngoái. Đây rõ ràng là một thông điệp gửi tới chính quyền, giới tinh hoa chính trị và người dân Pakistan mà các phe nhóm khủng bố đưa ra. Các tổ chức Hồi giáo cực đoan cũng sẽ tranh thủ dịp này để tạo áp lực lên chính quyền tương lai hoặc là giành giật lợi thế trước lực lượng an ninh Pakistan. Hiện tại chưa thể chắc chắn việc gia tăng các vụ khủng bố có thể ảnh hưởng như thế nào tới kết quả cuộc bầu cử sắp tới ở Pakistan. Sự trỗi dậy của các làn sóng khủng bố kể từ sau khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước Afghanistan là điều đã được dự báo từ trước. Và giờ đây chúng ta đã được chứng kiến các nguy cơ đó trở thành vấn đề trong hiện thực. Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, mới đây đã bất ngờ cấm xuất khẩu gạo tẻ thường, không phải gạo basmati, trong nỗ lực kiềm chế giá lương thực trong nước tăng cao.
Lệnh cấm này có thể ảnh hưởng đến thị trường gạo toàn cầu và hàng triệu người, trong đó có người tiêu dùng châu Á và châu Phi sẽ chịu gánh nặng lớn nhất. Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, ngân hàng Barclays của Anh cho biết Malaysia dường như là nước dễ bị tổn thương nhất do phụ thuộc nhiều vào gạo của Ấn Độ. Malaysia, Singapore cũng có khả năng bị ảnh hưởng do gạo Ấn Độ chiếm khoảng 30% lượng gạo nhập khẩu. Giá gạo hiện dao động ở mức cao nhất thập kỷ trong bối cảnh El Nino tạo ra mối đe dọa khác cho các nhà sản xuất lúa gạo lớn khác ở châu Á như Thái Lan, Pakistan, Việt Nam. BMI, một đơn vị nghiên cứu của Vinsolution cho biết, ngoài châu Á thì các thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ tập trung ở châu Phi cận Sahara, khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Việc Ấn Độ không cho xuất khẩu loại gạo trắng non basmati diễn ra sau lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm vào tháng 9 năm 2022. Theo dự báo của BMI, điều đó có nghĩa là thế giới không thể tiếp cận tới 40% lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Giới chuyên gia nhận định, mức độ tác động của lệnh cấm sẽ phụ thuộc vào phản ứng của các nhà nhập khẩu và xuất gạo khác. Nếu các nước xuất khẩu gạo lớn khác cũng hạn chế xuất khẩu và các nước nhập khẩu lớn đua nhau tích trữ, thị trường gạo có thể xảy ra hỗn loạn. Ngành công nghiệp chip thế giới đang đối mặt với những căng thẳng mới khi Trung Quốc và phương Tây liên tiếp đưa ra những động thái đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc đã tuyên bố ngừng xuất khẩu hai kim loại quan trọng để sản xuất chip, bước đi nhằm trả đũa các biện pháp hạn chế của Mỹ và các đồng minh châu Âu mới đây. Bắt đầu từ tháng 8 này, các nhà xuất khẩu sẽ phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại Trung Quốc nếu muốn bắt đầu hoặc tiếp tục xuất khẩu gạo lì và Germany ra nước ngoài. Theo chính phủ Trung Quốc, lệnh cấm xuất khẩu này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, phù hợp với luật pháp và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng giữa Trung Quốc và phương Tây diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua trợ cấp toàn cầu để tái sản xuất và đảm bảo sản xuất vi mạch. Theo các nhà phân tích, nếu quy trình cấp phép hạn chế việc cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất chip bên ngoài Trung Quốc, điều này sẽ tác động không nhỏ đến ngành công nghiệp sản xuất chip, thành phần quan trọng trong hàng loạt lĩnh vực từ điện thoại thông minh đến ô tô tự lái, máy tính hiện đại và cả sản xuất vũ khí. Trong số những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương ở châu Âu do lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc là Hà Lan và Đức, nền nhập khẩu gạo lì lớn thứ hai sau Nhật Bản. Hiện có lo ngại rằng những hạn chế hiện nay chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến thương mại leo thang lớn hơn. Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực xây dựng, đó là một tổ hợp nhà ở bao gồm các ngôi nhà xây dựng bằng công nghệ in 3D tại Texas, Mỹ đã cho ra mắt nhà mẫu hoàn thiện đầu tiên và dự kiến sẽ đón người đến ở từ tháng 9 tới. Tổ hợp này là một phần trong quần thể bất động sản rộng lớn ở Georgetown bang Texas, được biết đến với tên gọi World Ranch. Tổ hợp gồm 100 ngôi nhà một tầng được xây dựng bằng các vật liệu in 3D. Tường nhà làm từ hỗn hợp bê tông LabGrid được đổ tại chỗ, sử dụng các máy in 3D cỡ lớn có công nghệ tự động. Sau khi các bức tường được hoàn thiện, các cửa chính, cửa sổ và mái nhà có trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời cũng được lắp đặt. Công nghệ in 3D giúp tạo nên những ngôi nhà chất lượng cao trong thời gian ngắn hơn với giá cả hợp lý hơn so với các phương thức xây dựng truyền thống, đồng thời giảm rác thải xây dựng trong khi vẫn tăng tính bền vững và tiết kiệm năng lượng của các công trình. Thông tin thú vị vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới 24/7 nóng tuần này. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai hàng tuần trên kênh NTV và các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại!